2. Pháp sư Thích Từ Thông. Cuốn băng thứ tư. Với bậc hạ trí độn căn, Phật không muốn dùng những lời khổ thiết nặng nề, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Nhưng vì muốn tránh cảnh khổ đó cho chúng sanh, Đức Phật bất đắc dĩ phải đem ra sử dụng. Thật ra, đó chỉ là một phương tiện được xem như những công cụ bạo lực để răn đe những ai không biết sợ tội lỗi là gì. Như giăng giúp cho họ một sợi thép gai làm hàng rào, hy vọng họ không sa ngã vào chỗ hầm hố gai trong. Vấn đề địa ngục trong giáo lý Phật, địa ngục có cũng do con người, không do đấng thiêng liêng nào kiến tạo sẵn để trừng trị một ai. Đọc thêm Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương tập 3 sẽ được hiểu rõ hơn. Số 7. Phật và Bồ Tát ở cõi Ta Bà, lòng đại bi vô lượng, đức kiên cố vô cùng, ẩn giấu đi sức tự tại giải thoát của mình, làm những việc khó làm nhằm độ thoát chúng sanh can cường, nan điều, nan phục. Đó là lời tán thán và kính phục tận đáy lòng của chư Bồ Tát quốc độ chúng hương. Bồ Tát Duy Ma Cật cho biết, dù vậy, nhưng Bồ Tát ở cõi Ta Bà trên phương diện vun bồi công đức, phát huy trí tuệ, rèn luyện ý chí lại có nhiều thuận lợi mà Bồ Tát ở các cõi tịnh độ khác không có, chẳng hạn. Muốn giúp đỡ ban cho, có người tiếp nhận, hoàn cảnh nhiều cám dỗ để tự tôi luyện ý chí được kiên trì, nhiều kẻ thù bất như ý để thí nghiệm tánh nhẫn nhục, nhiều nghịch cảnh đau thương như cảnh tỉnh phải tinh tấn tu hành không nên giải đãi, nhiều chúng sanh tạp ý ta dạy cho họ phương pháp định tâm, nhiều kẻ ngu si Bồ Tát dạy cho họ sống theo trí tuệ. Nhờ vậy Bồ Tát hành đạo ở cõi Ta Bà một đời bằng trăm ngàn đời hành đạo ở các cõi tịnh độ khác. Số 8. Tuy nhiên, nếu Bồ Tát không muốn hành Phật sự giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà thì cũng vẫn có những điều kiện để Bồ Tát tiến thân sanh sang các tịnh độ. 1. Thi ân không cần đền trả. 2. Nếu có điều kiện gánh vác thai cực khổ cho chúng sanh. 3. Làm điều lợi lành ban tặng cho chúng sanh hết. 4. Bình dân giản dị trong cuộc sống, nhún nhường tổn thấp mà không tự ti. 5. Trọng kính Bồ Tát như kính Phật. 6. Kinh điển Đại Thừa nghe không khiếp sợ. 7. Không khinh chê Pháp Thanh Văn, không tỵ hiềm quyền lợi đối với họ. 8. Thường quán xét lỗi mình, không nói thị phi của người. Độ sanh, hành Bồ Tát Đạo, tùy ở thệ nguyện và phát tâm, không ai có quyền ép uổng ai trong nhiệm vụ cao cả thiêng liêng đó. Thấy đủ khả năng, giàu nghị lực thì hành đạo ở cõi Ta Bà. Muốn được nhẹ vơi gánh nặng thì cũng tùy nguyện mà sanh sang thế giới khác. Tuy nhiên, ở cõi này hay nguyện sang thế giới khác, muốn lập công bồi đức, mong thành tựu vô thượng Bồ Đề, đều phải có điều kiện. Thành tựu 8 điều kiện đó thì ngay thân này, quốc độ này mà tâm hồn đã giải thoát rỗng rang, chính lúc đó là đã sanh sang cõi tịnh độ khác rồi. Chương thứ 11. Việc làm của Bồ Tát. Số 1. Đức Phật đang thuyết pháp ở trong một vườn xoài, cây to hàng hàng rợp bóng. Lúc bấy giờ đất vườn bỗng nhiên trở nên rộng rãi bao la khác thường. Cành lá vườn cây đổi màu mơn mởn xanh tươi, trăm hoa đua nở rực rỡ sắc màu, lả lướt đông đưa trong làn gió nhẹ, cảnh vật tựa hồ như hân hoan chào đón. Tất cả đại chúng trong hải hội tự nhiên đến trở thành màu hoàng kim rạng rỡ hào quang. Thấy hiện tượng lạ, ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà cảnh vật trong vườn hiện ra điềm lạ thế kia? Đất của vườn xoài bỗng nhiên rộng rãi bao la, cây cối xanh tươi trăm hoa rực rỡ sắc màu, mọi vật có vẻ như hân hoan khác lạ. Đại chúng trong hải hội đều trở thành một màu hoàng kim rực rỡ. Đức Phật bảo: A Nan, hiện giờ ông Duy Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đang phát khởi ý muốn đến ra mắt ta. Họ đang cung kính đi nhiễu quanh,
trước khi đi đến đây cho nên ứng ra điểm ấy. Số 2. Bấy giờ ông Duy Ma Cật nói với Đại Trí Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, chúng ta nên đến ra mắt Đức Thế Tôn, nhân cơ hội này để chư Bồ Tát tham kiến và lễ bái cúng dường Đức Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói: Ý kiến rất hay, thật là đúng lúc, vậy chúng ta nên cùng đi. Bấy giờ Bồ Tát Duy Ma Cật bèn dùng thần lực dời tất cả đại chúng trong lúc mọi người vẫn ngồi trên tòa sư tử, để trên bàn tay phải của mình sang đến chỗ Phật. Đến nơi để xuống đất, Bồ Tát Duy Ma Cật đê đầu lễ dưới chân Phật, đi hữu nhiễu bảy vòng, chắp tay cung kính đứng qua một phía. Các Bồ Tát, hàng đệ tử Thanh Văn, Trời Đế Thích, Phạm Thiên, tất cả rời khỏi tòa ngồi, dập đầu lễ dưới chân Đức Phật, cùng đi hữu nhiễu bảy vòng và đứng sang một phía. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn tỏ lời thăm hỏi trong đạo tình thân thiết sư tư đối với toàn thể đại chúng và mọi người hãy an tọa trở lại bản tòa. Bấy giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, ông đã thấy sức thần thông tự tại của bậc đại sĩ Bồ Tát làm rồi chứ? Dạ, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Ông Xá Lợi Phất thưa: Ý ông thế nào? Phật hỏi. Bạch Thế Tôn, ông Xá Lợi Phất thưa: Con thấy việc làm của Bồ Tát khó có thể nghĩ bàn, vượt ngoài sự suy lường của tâm, sự nghĩ ngợi của ý. Số 3. Bấy giờ ông A Nan đứng lên hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay trong bầu không khí của hải hội có mùi hương kỳ diệu mà từ trước chưa từng có, chúng con không biết đó là thứ hương chi. Phật bảo: Đó là mùi hương phát ra từ lỗ chân lông của các Bồ Tát vừa mới đến. Ông Xá Lợi Phất nói với ông A Nan: Từng lỗ chân lông của tôi cũng phát ra mùi hương ấy. A Nan hỏi: Do đâu ngài có được mùi hương ấy? Do Bồ Tát Duy Ma Cật xin được cơm dư của Phật Hương Tích ở nước Chúng Hương đem về tịnh thất của ông. Những ai được ăn cơm ấy, từng lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế. Mùi hương ấy có thể giữ lại trong người bao lâu mới hết? Cho đến khi nào cơm tiêu thì mùi hương mới hết. Cơm ấy bao lâu mới tiêu? Thế lực của cơm này sau 7 ngày mới tiêu. Thưa Ngài A Nan, nếu người Thanh Văn chưa chứng nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi được nhập chánh vị cơm mới tiêu. Nếu đã nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi tâm được giải thoát cơm mới tiêu. Nếu chưa phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi phát ý cơm mới tiêu. Đã phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi được vô sanh pháp nhẫn cơm mới tiêu. Đã được vô sanh pháp nhẫn, ăn cơm này đến khi được nhất sanh bổ xứ cơm mới tiêu. Ví như có thứ thuốc tên là thượng vị, người uống thuốc này, các chất độc trong thân hết, vị của thuốc mới tiêu. Cơm này cũng thế, chừng nào dứt trừ hết các độc phiền não, nhiên hậu cơm mới tiêu. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có, cơm này có thể làm nên Phật sự. Số 4. Phật nói: đúng vậy, A Nan. Có cõi Phật lấy ánh hào quang Phật làm Phật sự, hoặc có cõi lấy Bồ Tát làm Phật sự. Cõi lấy hóa nhân Phật làm Phật sự, cõi lấy cây Bồ Đề làm Phật sự, cõi lấy y phục ngoạ cụ của Phật làm Phật sự, cõi lấy cơm ăn làm Phật sự, cõi lấy vườn rừng, đài quán làm Phật sự, cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của thân Phật làm Phật sự, cõi lấy thân Phật làm Phật sự, cõi lấy hư không làm Phật sự, cõi lấy chim bao, huyễn ảo, âm vang, hình trong gương, trăng trong nước, bóng giả mã, các thí dụ như thế mà làm Phật sự. Cõi lấy âm thanh, ngữ ngôn, văn tự làm Phật sự. Cõi lấy quốc độ thanh tịnh, bằng bạc vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức, vô tác, vô vi mà làm Phật sự. Như thế đấy, A Nan, nhất nhất oai nghi, đi đứng tới lui động tĩnh của chư Phật, không một cử chỉ nào không làm nên Phật sự. Phật giải tiếp:
Này A Nan, có cõi Phật dùng cả tứ ma, dùng cả 84.000 phiền não trần lao. Đối với những thứ đó, chúng sanh cho là những thứ phiền lụy, khổ đau, mỏi mệt. Thế mà chư Phật lại lấy những pháp đó mà làm nên Phật sự. Làm được những việc như thế, gọi đó là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Bồ Tát thể nhập pháp môn đó, giả sử thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh đẹp đẽ, cũng không lấy làm mừng, không khởi ý tham cầu, không móng tâm cao ngạo. Giả sử thấy cõi Phật không thanh tịnh, cũng không bị ám ảnh ưu tư, không ngại ngùng khởi tâm trốn tránh. Lúc nào cũng vững tâm thanh tịnh đối với chư Phật, hoan hỷ cung kính như được cái chưa từng có. Vì biết rằng chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà hiện cõi Phật không giống nhau. Số 5. A Nan, đất đai cõi nước của chư Phật có giới hạn, mà hư không thì không có giới hạn. Cũng vậy, nhìn thấy sắc thân của chư Phật có giới hạn, mà trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không có giới hạn. A Nan, sắc thân của chư Phật oai nghi, tướng hảo, chủng tánh giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng pháp, đại từ, đại bi, oai nghi sở hành, thọ mạng, thuyết pháp giáo hóa, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, vân vân. Các phương tiện để thành tựu Phật pháp trọn vẹn thì đều bình đẳng giống nhau. Vì thế cho nên gọi chánh giác, gọi là chánh biến tri giác, gọi là vô thượng chánh biến tri giác. A Nan, nếu Như Lai nói rộng về ba cứu nghĩa đó, ông dù đem tuổi thọ của một kiếp cũng không thể tiếp thu hết được. Giả sử chúng sanh đầy cả 3.000 đại thiên thế giới, có khiếu đa văn đệ nhất như A Nan, được chánh niệm có sức tổng trì, những người đó dùng trọn kiếp thọ mạng cũng không lãnh hội được hết. Như thế đó, A Nan, vô thượng chánh biến tri giác của chư Phật không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Số 6. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con không còn dám nghĩ mình đa văn nữa. Phật bảo: A Nan, ông đừng suy thoái ý chí như thế. Từ trước Như Lai vẫn nói ông là đa văn đệ nhất đó chứ. Nhưng đệ nhất trong hàng thanh văn chứ không phải đệ nhất với hàng Bồ Tát. Ông hãy an tâm đi. Là người có trí, không ai so lường trí tuệ của các hàng Bồ Tát. Tất cả vực sâu, biển cả còn có thể đo lường, chứ thiền định, trí tuệ, biện tài, sức tổng trì và công đức của chư Bồ Tát thì không thể lường biết. A Nan, ông hãy gác qua những việc làm của Bồ Tát, đừng nghĩ ngợi so bì nữa. Sức thần thông biến hiện của ông Duy Ma Cật chừng một giờ thôi, tất cả thanh văn Bích Chi Phật dùng hết sức biến hóa trải trăm nghìn kiếp cũng không làm sao bằng được. Số 7. Các Bồ Tát từ thế giới chúng hương đến dự, lúc bấy giờ chắp tay bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con khi mới đến cõi này, thoạt đầu chúng con có ý tưởng hơi xem thường. Giờ đây chúng con rất ăn năn tự trách và ý nghĩ đó không còn, vì chúng con được hiểu rằng phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn. Vì độ chúng sanh, tùy phước đức và căn cơ của họ mà ứng hiện cõi nước Phật có khác. Và kính bạch Thế Tôn, chúng con mong mỏi Thế Tôn cho chúng con xin một lời dạy, để khi trở về bổn độ, chúng con được nhớ Như Lai mãi mãi. Số 8. Phật dạy: Này các Bồ Tát, Như Lai có pháp môn hữu tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Hữu tận tức là hữu vi pháp, vô tận tức là vô vi pháp. Phàm là Bồ Tát phải tu học bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Bất tận hữu vi nghĩa là Bồ Tát không rời tâm đại từ, không gián đoạn lòng đại bi, phát tâm cầu nhất thiết trí sâu sắc, không tâm sao lãng, giáo hóa chúng sanh không nài mỏi mệt. Đối với pháp tứ nhiếp thường nhớ nghĩ làm theo, hộ trì chánh pháp không thiết thân mạng, trồng các căn lành không biết mỏi mệt, tâm thường an trú trong các phương tiện, ý chí hồi hướng vô thượng bồ đề, cầu pháp không giải đãi,
thuyết pháp không lẫn tiếc, xuyên cúng dường chư Phật, cho nên vào sanh tử mà không sợ, được vinh quang không vui mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục không buồn bã nản lòng, không khinh người chưa học, kính người học như kính Phật. Ai xa vào phiền não khiến cho họ phát khởi chánh niệm, viễn ly được dục lạc không lấy đó làm tự hào, mình được vui không luyến ái đam mê. Người được vui khởi tâm vui mừng tùy hỷ, tâm trụ thiền định mà khởi tưởng như ở địa ngục, ở trong sanh tử khởi tưởng như đang dạo chốn hoa viên. Có người đến cầu xin khởi tưởng như vị thầy tốt, xả bỏ hết sở hữu khởi tưởng thành tựu nhất thiết trí, thấy người hủy phạm điều răn khởi tưởng cứu hộ, các ba la mật khởi tưởng như cha mẹ, những pháp trợ đạo phẩm khởi tưởng như quyến thuộc, trong các căn lành không hạn chế, dùng những việc trang nghiêm tịnh Phật quốc độ xây dựng Phật độ cho mình, thực hành bố thí ba la mật để được đầy đủ tướng hảo, trừ bỏ tất cả hành vi ác để thân khẩu ý được thanh tịnh, dù sanh tử vô ức kiếp, ý chí vẫn tích cực lạc quan, nghe Phật có vô lượng công đức, không có ý mỏi mệt thoái thoát tự khinh, dùng gương trí tuệ đánh dẹp giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập gánh vác chúng sanh, hằng ở trong giải thoát, dùng sức đại tinh tấn hàng phục ma quân, thường trụ trong vô niệm mong được trí tuệ thực tướng, thực hành thiểu dục tri túc mà không rời bỏ pháp thế gian, không sai trái oai nghi mà có thể tùy thuận việc làm thế tục, vận dụng thần thông kích khởi trí tuệ dẫn dắt chúng sanh, trụ trong chánh niệm được sức tổng trì, nghe học chân lý thường không quên sót, khéo phân biệt căn tánh, cắt đứt mọi nghi ngờ của chúng sanh trong những điều nghi vấn, lạc thuyết biện tài, nói pháp không mâu thuẫn trước sau, hành thập thiện trong sáng, hưởng thụ phước báo nhân thiên, tu tứ vô lượng tâm mở đường giác ngộ cho Đế Thích Phạm Thiên, khuyến thỉnh thuyết pháp tùy hỷ mọi việc lành, được âm thinh thánh thiện, thân khẩu ý điều lành, được oai nghi Phật, tu sâu thiện pháp, việc lành tập trung chuyển hướng phục vụ giáo hóa đại thừa, thành tựu Bồ Tát, tăng tâm không phóng dật, không rơi sót tất cả hạnh lành. Thực hành tốt những điều như thế, gọi đó là Bồ Tát bất tận hữu vi. Số 9. Bồ Tát bất trụ vô vi là Bồ Tát tu học vạn pháp giai không mà không lấy cái không làm mục tiêu đối tượng chứng đắc. Tu học vạn pháp vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác làm đối tượng sở chứng sở đắc. Tu học vạn pháp vô khởi, không lấy vô khởi làm đối tượng chứng đắc. Bồ Tát quán vô thường mà làm tất cả việc lành không hề có chán ngán. Quán thế gian khổ mà không oán ghét sanh tử. Quán vô ngã mà hết sức tinh tấn trong việc giáo hóa con người. Quán bản thể của vạn pháp là tịch diệt mà không mong cầu vĩnh viễn diệt như hư không. Quán viễn ly mà thân tâm luôn luôn tu thiện pháp. Quán vạn pháp không có chỗ về mà quy về thiện pháp. Quán vạn pháp vô sanh mà lấy pháp sanh để gánh vác tất cả. Quán cảnh giới vô lậu mà không dứt hẳn các lậu. Quán vạn pháp vô hành mà lấy pháp hành giáo hóa chúng sanh. Quán rỗng không, không có gì mà không rời bỏ đại bi. Quán chánh pháp vị mà không theo đường lối của tiểu thừa. Quán vạn pháp hư vọng không bền chắc, không người, không chủ, không tướng. Nhưng bổ nguyện chưa tròn thì đối với phước đức, thiền định, trí tuệ lại là việc bất hư. Tu học những pháp như thế gọi là Bồ Tát bất trụ vô vi. Vì sự nghiệp phước đức đầy đủ, Bồ Tát không trụ vô vi. Vì sự nghiệp trí tuệ đầy đủ, Bồ Tát không rời bỏ hữu vi. Vì đại từ bi không trụ vô vi. Vì trao truyền thuốc pháp không rời bỏ hữu vi. Vì biết bệnh chúng sanh không trụ vô vi. Vì trừ diệt bệnh chúng sanh không rời bỏ hữu vi. Này các chánh sĩ, Đức Phật dạy tiếp, Bồ Tát thực hiện những pháp bất tận hữu vi, bất trụ vô vi rồi, thì chính đó cũng gọi là tận vô tận giải thoát pháp môn. Các vị hãy theo đó mà tu học.
Các Bồ Tát đại sĩ nước chúng hương nghe Đức Phật dạy pháp môn ấy rồi đều rất hoan hỷ. Lấy các thứ hoa sắc màu rực rỡ đẹp tươi, bao nhiêu thứ hương thơm thượng diệu, tung rải khắp cả 3.000 đại thiên thế giới để cúng dường Phật, cúng dường Pháp và cúng dường chư Bồ Tát Tăng. Cúng dường xong, tất cả đều dập đầu lễ dưới chân Phật tán thán rằng chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vận dụng phương tiện, hành những việc nan hành trong cõi thế gian chưa từng có. Nói xong, bỗng nhiên không còn hiện diện, các đại sĩ đã trở lại quốc độ chúng hương. Trực chỉ. Số 1. Trong các kinh điển Đại Thừa, đất thường được đem ví dụ cho tâm chúng sanh. Vì vậy, kinh điển khi nói đến tâm hay dùng qua cái từ tâm địa. Chúng sanh chi tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác. Hữu học vô học độc giác, Bồ Tát cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Có nghĩa là tâm chúng sanh được ví với đất, vì tâm có thể sanh ra pháp thiện, pháp ác, có thể tạo ra trời, người, Atula, quỷ, súc sanh địa ngục, có thể tạo ra hữu học, vô học, độc giác, Bồ Tát, thậm chí làm nên địa vị Như Lai. Do vậy, ví tâm qua cái từ tâm địa. Đất đai vườn rừng biểu hiện một sắc hoàng kim rực rỡ, cỏ cây hoa cảnh đua nhau khoe sắc thi màu, khí hậu trong lành hòa diệu rộn rã tiếng chim hót quanh ca. Trong bối cảnh đất chùa đẹp tươi đó, Đức Phật dạy cho ông A Nan và đại chúng biết, đây là hiện tượng ông Duy Ma Cật và các Bồ Tát định ý và đang chuẩn bị đến ra mắt Vấn An ta. Sự thật là thế đó. Vùng đất nào mà Bồ Tát đã đến, đang đến hay sẽ đến đều có hiện tượng đẹp như vậy. Còn hơn thế nữa, Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cho biết, từ thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, cách thế giới Ta Bà 42 hằng hà xa thế giới. Vậy mà trên khoảng đường dài ấy, thế giới nào Bồ Tát Diệu Âm đi ngang qua, chỉ đi ngang qua thôi, tất cả đều trở thành rực rỡ trang nghiêm như vậy. Đọc thêm Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương cùng một biên soạn giả. Ý Phật muốn dạy cho chúng sanh rằng, tâm địa của ai vừa nghĩ lành, làm lành, nói lành như hạnh lành của Bồ Tát, hoặc đã làm, đang làm hay sẽ làm, tự khắc tâm địa của người đó chuyển thành hiện tượng đẹp vui, thanh thoát như bối cảnh hoàng kim của vườn rừng tươi đẹp ấy. Số 2. Bồ Tát Duy Ma Cật di chuyển mấy muôn ngàn Bồ Tát vẫn ngồi yên trên tòa sư tử, từ vị trí tịnh thất của ông sang địa điểm chỗ Phật trên một bàn tay. Sao lại có chuyện hoang đường như thế? Tại trong người vốn có chất hoang đường, khi nghe hiểu theo kiểu hoang đường cho nên biến ra tưởng tượng. Thâm nghĩa của bài kinh, giáo lý Phật Đại Thừa nhằm dạy cho thiền giả vận dụng quán trí tư duy về vạn pháp qua mấy khía cạnh sau đây. A. Phải hiểu rõ chân lý, chư pháp tương tức tự tại môn. B. Phải tư duy sâu sắc chân lý, nhất đa tương dung bất đồng môn. C. Phải nhận thức vạn pháp với dạng nhân đà la võng cảnh giới môn. D. Nắm vững chân lý, đồng thời cụ túc tương ứng môn. Đoạn kinh trên nhằm dạy cho hành giả phương pháp nhận thức, tư duy và quán chiếu vạn pháp. Phải đứng trên lập trường quan điểm đó, người đệ tử Phật có ngài tỏ ngộ chân lý, sự tu hành sẽ có kết quả thiết thực, đem lại sự khinh an giải thoát từng phần trong cuộc sống hiện đời. Bằng ngược lại, y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Dù có khéo nói vạn ngữ thiên ngôn, thực chất chỉ là người giàu óc hoang đường, nghe chuyện hoang đường và sống để nói chuyện hoang đường. Thứ ba, ở cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sử dụng thanh trần làm Phật sự trong việc giáo hóa chúng sanh. Những chúng sanh hữu duyên được nghe chánh pháp, hành chánh pháp và truyền bá chánh pháp, thì quyết định sự giải thoát giác ngộ từng bước mà tiến lên theo tiến trình tu học của mình. Và Phật chủng đó tồn tại mãi mãi trên tiến trình ấy
và cứ nhân lên mãi cho đến ngày thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Khác Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Hương Thích sử dụng hương trần làm Phật sự trong việc hóa độ chúng Bồ Tát. Thì những chúng sanh nào hữu duyên được thọ dụng hương trần và kết quả đem lại cũng giống nhau. Nghĩa là sự giải thoát giác ngộ cũng từng bước mà tiến theo tiến trình tu học của mình, và Phật chủng đó tồn tại mãi mãi trên tiến trình ấy. Rồi cũng cứ nhân lên mãi cho đến ngày thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Thanh trần hay hương trần chỉ là phương tiện của chư Phật mà thôi. Số 4. Hơn thế nữa, căn trần thức giới đại đều là dữ kiện thành tựu vô thượng Bồ Đề. Thậm chí có cõi Phật dùng tứ ma làm Phật sự, có cõi dùng cả 84.000 phiền não trần lao cũng làm Phật sự. Làm được những việc như thế gọi là người thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Số 5. Phật quả có thể gọi qua 3 danh hiệu: chánh giác, chánh biến tri giác, vô thượng chánh biến tri giác. 3 cú nghĩa đó không thể dùng ngôn từ diễn đạt hết công đức, trí tuệ và biện tài của một đấng Như Lai Thế Tôn vô thượng. Sự mãn ý của một con người tròn đầy hạnh phúc thế gian còn không tả nổi, huống hồ sự giải thoát giác ngộ vô thượng của một đấng Như Lai. Người nói vận dụng ngôn từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua năm nọ cũng không diễn tả hết, thì người nghe dù có đa văn đến cỡ nào cũng không sao nghe được trọn nghĩa của vấn đề. Như nhân ấm thủy, lãnh noãn tự tri là vậy. Số 6. Ông A Nan đã có cơ hội đánh giá, nhận xét và so sánh trí tuệ của Thanh Văn và Bồ Tát. Điều đó rất quý. Binh thư của Tôn Tử có câu: tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Trong lãnh vực trí tuệ cũng như vậy. Phải tri kỷ, tri bỉ, khư khư ôm ấp cái tánh tự cao, tự mãn, tự đắc, tự hào, sẽ mất đi cái lợi lớn. Giống như cục đá xanh, hòn sắt sét đỏ, dù có bỏ vào chảo đường nấu 100 năm, cũng không thành chè được, vì nó chẳng thấm được tí đường nào. Tuy nhiên, ông A Nan thoái chuyển tự ti, thì lại bị Phật quở trách. Phật nói, từ lâu Như Lai vẫn khen ông là đa văn đấy chứ, có phải do ông tự mãn tự thị gì đâu, nhưng trí đa văn của ông chỉ sánh với các hàng A-la-hán. Với trí tuệ và đa văn của Bồ-Tát, thì không nên so sánh để rồi buồn nản, thoái thoát đạo tâm là việc không nên. Số 7. Các Bồ-Tát khi mới đặt chân đến cõi Ta Bà, thoạt đầu có ý niệm xem thường, điều đó Như Lai không hề trách. Vì các ông ấy là Bồ-Tát, trình độ nhận thức của họ chỉ thông qua cái nhìn của tuệ nhãn, thì làm sao bảo họ thấy biết được cõi Ta Bà của Thích Ca Như Lai là thanh tịnh như cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong 10 phương. Chẳng những không trách mà còn khen. Vì sau đó, chư Bồ Tát chúng hương ăn năn về sự thấy biết thiển cận của mình, còn biết ra rằng cõi Ta Bà của Thích Ca Như Lai không thật sự nhơ xấu như chúng sanh lầm tưởng. Cõi Ta Bà nhơ xấu là do chúng sanh. Đức Thích Ca Như Lai bằng lòng làm giáo chủ cõi nhơ xấu, và ở ngay nơi cõi nhơ xấu cũng chỉ vì chúng sanh. Phát hiện ra nhận thức đó, lòng kính trọng của chư Bồ Tát chúng hương đối với Đức Phật Thích Ca tăng thêm vạn bội. Số 8. Trước khi chúng con về, xin Như Lai dạy cho chúng con một thiểu pháp, tức là một ít pháp nho nhỏ của Như Lai, chứ bọn chúng con làm sao nhớ nhiều nổi nếu Như Lai dạy nhiều và dạy pháp quá cao siêu sâu sắc. Để về bên ấy chúng con được nhớ mãi hình bóng và âm thanh vô vàng trí tuệ của Như Lai. Chấp thuận lời thỉnh cầu, Đức Phật dạy chư Bồ Tát chúng hương pháp môn hữu tận vô tận giải thoát. Ý Phật dạy rằng, là một Bồ Tát thì phải thực hiện pháp môn đó suốt tiến trình tu tập của mình. Hữu tận có nghĩa là Bồ Tát không được từ bỏ pháp hữu vi, dù biết các pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào ảnh. Vô tận có nghĩa là Bồ Tát không được bám trụ pháp môn vô vi, dù pháp môn vô vi đó là phước đức, là trí tuệ, là niết bàn, bồ đề. Pháp hữu vi,
dù như mộng huyễn bào ảnh, nhưng Bồ Tát không được tránh né, trốn chạy, từ bỏ, mà phải tích cực hoạt động vì lý tưởng độ thoát chúng sanh. Bồ Tát phát huy công dụng của tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả để lợi ích chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh không mỏi mệt, thực hiện pháp tứ nhiếp vào cuộc đời, hộ trì chánh pháp, truyền bá chánh pháp không tiếc thân, trồng các căn lành không mỏi mệt, phát huy phương tiện hồi hướng vô thượng Bồ đề, cầu pháp không giải đãi, thuyết pháp không giấu giếm, không lẫn tiếc, siêng cúng dường Phật, được vinh quang không hãnh diện, bị trù dập không nản lòng, không khinh người chưa học Phật, kính người học như kính Phật. Ai bị phiền não dạy cho họ cách vượt qua, khiến cho họ quay về chánh tín. Xa lìa dục lạc, không lấy đó mà tự hào, được thuận lòng vừa ý, không luyến ái đam mê, người khác được vui, khởi tâm tùy hỷ. Tâm thường ở trong thiền định mà tưởng như mình đang ở địa ngục, nghĩa là chưa được thỏa mãn với thiền định đã có. Ở trong cõi đời sanh tử mà tưởng như đang du ngoạn thượng uyển hoa viên, người đến cầu xin cứu hộ tưởng họ như là vị ân sư. Lục ba la mật khởi tưởng như cha mẹ, những pháp trợ đạo khởi tưởng như quyến thuộc. Trừ bỏ các ý niệm hành vi ác để thân khẩu ý được thanh tịnh. Dù sanh tử vô số ức kiếp, ý chí vẫn lạc quan. Nghe Phật có vô lượng công đức, không thối chí tự khinh mình. Sử dụng trí tuệ để hóa giải phiền não vô minh. Dùng sức đại tinh tấn hàng phục phiền não ma quân. Thường trú trong vô niệm để đi vào thật tướng. Sống thiểu dục tri túc mà không từ bỏ pháp thế gian. Lạc thuyết vô ngại biện tài, thuyết pháp không mâu thuẫn trước sau. Thực hành những điều như thế gọi là Bồ Tát bất tận hữu vi. Số 9. Pháp vô vi được xem là đích đến của người tu hành Phật đạo. Tuy nhiên, dù đến mà không được dùng tâm bám trụ, khởi ý đam mê. Nếu bám trụ đam mê thì pháp vô vi lại trở thành điều kiện buộc ràng. Người giải thoát bây giờ tự đánh mất tánh chất giải thoát của mình. Bởi vì cố bám trụ, cố giữ lấy là do sợ mất. Cái người ta sợ mất vì cái đó có thể mất. Có thể mất thì có ngày sẽ mất. Cho nên bám trụ đam mê cái của nợ như thế thì tự nó trở thành nguyên nhân đau khổ. Tự nó không còn vô vi pháp nữa. Vì vậy, là một Bồ Tát trong quá trình cũng như trên tiến trình tu tập phải học pháp bất trụ vô vi. Biết rõ vạn pháp giai không mà không lấy cái không ấy làm đối tượng sở chứng của mình. Biết rõ vạn pháp vô tướng vô tác mà không buông xuôi rời bỏ mọi pháp thế gian. Biết rõ vạn pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà không từ bỏ một việc lành nào, dù là lành nhỏ. Biết rõ thế gian khổ mà không oán ghét sanh tử. Biết rõ tất cả điều vô ngã mà hết lòng hết sức giáo hóa chúng sanh. Biết rõ thể tánh của các pháp là tịch diệt mà không mong cầu vĩnh viễn diệt. Quán biết rõ vạn pháp vô sanh mà lấy pháp sanh gánh vác tất cả. Thường quán cảnh giới vô lậu mà không dứt hết các lậu. Hướng tâm về chánh pháp vị mà không làm theo hạnh nguyện tiểu thừa. Quán biết vạn pháp hư vọng vô chủ, nhưng bổn nguyện chưa thành thì việc tu phước tu tuệ không phút giây sao lãng. Là Bồ Tát muốn phước đức viên mãn không nên trụ chấp. Muốn trí tuệ viên mãn, Bồ Tát không rời bỏ hữu vi. Để dễ nhớ nội dung tu tập của tận vô tận giải thoát pháp môn, chúng ta học lấy câu này. Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Chương thứ 12. Thấy vô động Như Lai và thế giới diệu hỷ. Số 1. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi ông Duy Ma Cật rằng, muốn thấy một Như Lai, ông phải quán sát như thế nào để được thấy? Ông Duy Ma Cật đáp, bạch Thế Tôn, muốn thấy Như Lai, con vận dụng pháp quán chiếu y như quán thật tướng của chính mình. Con quán Như Lai thời gian trước không có đến, thời gian sau không có đi, thời hiện tại không trụ. Quán Như Lai con không dựa trên sắc,
cũng không dựa trên thể chân như của sắc, không dựa trên tánh của sắc, thọ tưởng hành cũng vậy. Cho đến không dựa trên thức, mà quán cũng không dựa trên thể chân như của thức, không dựa trên tánh của thức. Vì Như Lai không phải do tứ đại khởi sanh, Như Lai giống như hư không, nhưng không phải hư không. Như Lai không tương quan lục nhập và vượt ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như Lai không ở trong tam giới, xa lìa ba cấu, thuận theo tam giải thoát môn. Như Lai đầy đủ tam minh, bình đẳng với vô minh. Như Lai không phải tướng một, không phải tướng khác, không phải tướng tự, không phải tướng tha, không phải tướng vô, không phải tướng hữu. Như Lai không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, cũng không phải giữa dòng, mà vẫn thành tựu nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh. Quán Như Lai tịch diệt mà không vĩnh viễn vắng lặng. Như Lai không kia, không đây, không lấy kia, không lấy đây. Như Lai không thể dùng trí mà nhận biết, không thể dùng thức mà phân biệt. Như Lai không phải là tối mà cũng không phải sáng. Như Lai không tên, không tướng, không mạnh, không yếu, không tịnh, không uế. Như Lai không ở trong phương hướng mà cũng không rời phương hướng. Không phải hữu vi, cũng không phải vô vi. Không thể chỉ bài, không thể diễn nói. Như Lai không phải bố thí, cũng không phải sang lẫn. Không phải trì giới, không phải phạm giới. Không phải nhẫn nhục, không phải sân nộ, không phải tinh tấn, không phải giải đãi. Không phải định tâm, không phải loạn ý. Không phải trí tuệ mà không phải ngu si. Như Lai không thật mà không dối. Không đến cũng không đi, không ra cũng không vào. Tất cả ngữ ngôn không thể diễn đạt thấu đáo cứu nghĩa Như Lai. Như Lai không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải bậc nên cúng dường, không phải không cúng dường, không phải lấy, không phải bỏ, không phải tướng có, cũng không phải tướng không. Quán Như Lai hòa đồng chân lý, bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, vượt quá cân lường. Như Lai không lớn mà không phải nhỏ. Như Lai không thể dùng cái thấy để thấy, không phải dùng cái nghe để nghe, không thể dùng tri giác để khái niệm, không thể dùng tri thức để nhận biết. Như Lai rời ngoài các ràng buộc, đồng với các trí, bình đẳng như chúng sanh, đối với các pháp không có sự phân biệt. Như Lai đối với tất cả, không lỗi, không trượt cấu, không não phiền. Như Lai không có tác giả, không có mới khởi đầu, không sanh, không diệt, không có sợ, không có lo, không mừng, không nản, không phải đã có, không phải sẽ có, không phải đang có, không thể dùng lời lẽ diễn đạt, phân biệt hay chỉ bài. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật thưa, thân Như Lai là thế đấy, quán Như Lai phải quán như thế đấy, do quán như thế mà con thực thấy Như Lai, và người nào quán Như Lai như thế gọi là quán đúng, nếu quán khác là quán sai, không thể thấy Như Lai đích thực. Số 2. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật, thưa ngài Duy Ma Cật, ngài mất ở cõi nào mà lại sanh đến thế giới Ta Bà này? Ông Duy Ma Cật hỏi lại, thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp của ngài chứng đắc có mất và có lai sanh chăng? Pháp mà tôi chứng đắc không có lúc nào mất và chẳng có lúc nào lai sanh, ông Xá Lợi Phất đáp. Nếu các pháp không có tướng mất và tướng lai sanh, vậy cớ sao ngài hỏi tôi rằng ngài mất từ cõi nào lại sanh đến thế giới này? Xá Lợi Phất, ngài nghĩ thế nào? Ví như huyễn thuật sư làm ra người nam hay người nữ, vậy những con người đó có mất có lai sanh không? Không có mất và không có lai sanh. Xá Lợi Phất, ngài há chẳng nghe Phật dạy các pháp tướng của nó như huyễn chăng? Đúng vậy, tôi có nghe. Nếu tất cả pháp tướng như huyễn, thì tại sao ngài hỏi tôi mất ở thế giới nào lai sanh đến cõi này? Này ngài Xá Lợi Phất, mất là cái tướng tan rã của pháp hư dối, sanh là cái tướng tương tục của các pháp hư dối. Bồ Tát dù mất mà không dứt hết gốc lành, dù sanh mà không cho sanh trưởng giống ác. Số 3. Bấy giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng có cõi nước tên Diệu Hỷ, Đức Phật hiệu Vô Động là giáo chủ. Ông Duy Ma Cật từ cõi nước đó mất mà lai sanh đến cõi này.
Ông Xá Lợi Phất nói, thật là việc chưa từng có. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật lại có thể bỏ quốc độ thanh tịnh đến cõi Ta Bà để vui nhận ở nơi cảnh giới có nhiều sân nộ và ác hại này. Ông Duy Ma Cật bảo, Xá Lợi Phất, ngài nghĩ thế nào? Lúc mặt trời soi sáng có cùng bóng tối họp nhau chăng? Không, khi mặt trời sáng thì không còn tối được nữa. Đúng vậy, thưa ngài Xá Lợi Phất, hễ ánh sáng soi thì bóng tối diệt. Bồ Tát dù sanh ở cõi Phật không thanh tịnh là vì mục đích giáo hóa chúng sanh, nhưng không thể hợp chung với những gì tối tâm ngu độn. Ngược lại, Bồ Tát dạy cho chúng sanh diệt hết phiền não ngu tối của họ mà thôi. Số 4. Bấy giờ, đại chúng khát ngưỡng muốn thấy thế giới diệu hỷ và đức vô động Như Lai cùng chư Bồ Tát thanh văn cõi ấy. Đức Phật biết ý niệm của đại chúng, bèn gọi ông Duy Ma Cật bảo, thiện nam tử, đại chúng trong hải hội muốn thấy đức vô động Như Lai và cõi nước diệu hỷ cùng chư Bồ Tát thanh văn ở thế giới kia. Ông hãy giúp cho hải hội hiện tiền đều được thấy. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật nghĩ bụng rằng, ta sẽ không rời khỏi chỗ này, tiếp nhập thế giới diệu hỷ đem về đây. Ta sẽ dời tất cả Thiết Vi Sơn, Tu Di Sơn và tất cả núi lớn, núi nhỏ, biển cả, sông ngòi, nguồn lạch, suối khe, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, tiếp nhập Thiên Cung, Long Cung, Quỷ Thần, Phạm Thiên Cung, vân vân, tiếp nhập các chúng Bồ Tát thanh văn, cả thành ấp, tụ lạc, nam nữ lớn nhỏ, tiếp thỉnh Đức Vô Động Như Lai, cây Bồ Đề và các diệu liên hoa, và những người có thể làm Phật sự trong mười phương. Tiếp nhập ba đường hành lang báo thông đồng từ cõi Diêm Phù Đề thẳng lên cõi trời Đao Lợi. Trên hành lang báo này, chư thiên tấp nập xuống lên kính lễ Đức Vô Động Như Lai, nghe học lãnh thọ kinh pháp. Người cõi Diêm Phù Đề cũng rộn rịp trên hành lang tiến bước hướng về cõi trời Đao Lợi, và mọi người đều thấy rõ ràng chư thiên ở thế giới diệu hỷ. Họ hoàn thành những việc công đức lớn lao vô lượng như thế. Ta sẽ tiếp thụ trên từ cõi sắc cứu cánh, dưới tột cùng mé thủy luân, để lên tay mặt của ta, y như người thở gốm ngắt bớt một mẫu đất thừa, dời tất cả những cảnh giới gần xa, đem về sát nhập thế giới này, như cầm một tràng hoa đẹp trên tay, giới thiệu chỉ bài cho toàn thể đại chúng trong hải hội. Ông Duy Ma Cật nghĩ như thế rồi, liền nhập tam muội hiện sức thần thông, dùng tay mặt cắt lấy thế giới diệu hỷ đem về sát nhập vào cõi Ta Bà. Những hàng Bồ Tát thanh văn chư thiên có chứng đắc thần thông đồng thanh kêu lên lời cầu cứu, Thế Tôn, ai lấy chúng con đem đi, mong Phật cứu hộ. Đức Vô Động Như Lai nói, việc đó không phải ta làm, do thần lực của ông Duy Ma Cật, ông ấy đang làm chuyện đó để phục vụ khai ngộ và giáo hóa chúng sanh. Những người chưa được thần thông thì không hề hay biết về sự việc như thế đã xảy ra. Thế giới diệu hỷ dù được đem sắp nhập cõi Ta Bà, mà thế giới Ta Bà không bị giãn rộng ra, thế giới diệu hỷ không vì vậy mà tốt hẹp. Vị trí của mọi sự vật vẫn y nhiên, không thay đổi một mảy may nào. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo toàn thể đại chúng trong hải hội, toàn thể đại chúng đã được thấy thế giới diệu hỷ và thấy Đức Vô Động Như Lai rồi chứ? Các vị đã thấy sự trang nghiêm đẹp đẽ huy hoàng tráng lệ của thế giới diệu hỷ chứ? Các vị thấy Bồ Tát và thanh văn chúng cõi kia tịnh hạnh và thanh bạch chứ? Toàn thể đại chúng đồng thanh bạch Phật, dạ, chúng con đều đã thấy. Đức Phật dạy, nếu Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh như vậy, cần phải học theo con đường hành đạo của Đức Vô Động Như Lai. Trong lúc thế giới diệu hỷ hiện hữu, cõi Ta Bà có 14 ức người phát tâm vô thượng Bồ Đề muốn sanh sang thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai. Số 5. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cộng đồng thọ ký, tất cả các vị muốn sanh sang cõi nước kia đều sẽ được như nguyện. Trong những giờ phút thế giới diệu hỷ hiện hữu ở cõi Ta Bà, tác động vào tâm lý,
kích khởi thiện căn của những chúng sanh hữu duyên đem lại nhiều lợi lạc. Sự kiện ấy trôi qua, tất cả đại chúng đều thấy cảnh giới ta bà bỗng nhiên trở về trạng thái cũ. Số 6. Đức Phật bảo: Xá Lợi Phất, ông đã thấy thế giới diệu hỷ và Đức Vô Động Như Lai rồi chứ? Ông Xá Lợi Phất thưa: Dạ, con đã thấy. Bạch Thế Tôn, con mong muốn cho tất cả chúng sanh được cõi nước thanh tịnh trang nghiêm như cõi của Đức Vô Động Như Lai và có sức thần thông như ông Duy Ma Cật vậy. Con cũng mong cho mọi người có đủ duyên lành thân cận cúng dường để được nhiều lợi lạc. Con nghĩ rằng những chúng sanh hiện tại hoặc sau Phật diệt độ được nghe kinh này sẽ được lợi ích khó nghĩ bàn. Ai đã cầm giữ được kho tàng pháp bảo của Như Lai? Người như thế là người cúng dường pháp, mà cúng dường pháp tức là cúng dường Phật. Người biên chép diễn giải kinh này phải biết chỗ thất của họ ở có Phật. Ai nghe kinh này mà khởi tâm tùy hỷ, không lâu sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nghe kinh này tin hiểu chừng một bài kệ 4 câu, vì người khác truyền đạt ý kinh phải biết đó là người đã được Như Lai thọ ký thành tựu quả vô thượng chánh biến tri giác rồi. Cực chỉ. Số 1. Đáp câu hỏi của Đức Phật, ông Duy Ma Cật nói: Muốn thấy Như Lai phải quán. Quán tức là quán chiếu, nghĩa là phải dùng trí mà soi rọi vào nội tâm, biến tánh thấy trở thành cái thấy bằng trí, không sử dụng cái thấy của mắt. Phải sử dụng quán trí mới có cơ hội thấy Như Lai thật. Thấy Như Lai thật nghĩa là phải hiểu rõ về Như Lai pháp thân mới là người thật thấy Như Lai. Vì vậy, muốn thấy Như Lai phải quán. Quán giống như quán thật tướng của tự thân. Nên biết, mọi người ai cũng có thật tướng cũng như Phật. Phật nào cũng có pháp thân. Con người là hiện tượng tùy duyên của thật tướng. Thật tướng là bản thể bất biến của con người. Phật cũng vậy. Phật là một ứng thân. Ứng thân Phật là Phật tùy duyên độ sanh của pháp thân Phật. Pháp thân Phật là bản thể bất biến của Phật ứng thân. Cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên ở giai đoạn con người chưa giác ngộ giải thoát gọi là thật tướng của tự thân. Cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên sau khi con người giác ngộ giải thoát gọi là pháp thân. Vì vậy, thấy được thật tướng của tự thân đồng nghĩa thấy Như Lai pháp thân Phật. Vì vậy, Như Lai không phải sắc, không phải thọ, tưởng, hành, thức, không phải tứ đại, không phải hư không, không phải lục nhập vượt ngoài nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Như Lai đầy đủ tam minh bình đẳng với vô minh. Như Lai hòa đồng chân lý bình đẳng với pháp tánh. Như Lai vô sở tùng lai, việt vô sở khứ. Như Lai thọ lượng vô thủy vô chung. Quán Như Lai như vậy là người thật thấy Như Lai. Số 2. Chết, sống, mất còn, sanh diệt là cái tướng đối tượng thấy của nhục nhãn dựa trên hiện tượng vạn pháp hữu vi. Sử dụng tuệ nhãn, Bồ Tát thấy tột bản thể thì sự sanh diệt, sống chết, mất còn không còn là vấn đề đáng nêu ra để vấn đáp. Càng hỏi kỹ, chứng tỏ trình độ tu học, trình độ nhận thức chân lý càng non nớt nhiều. Trả lời càng chi tiết, biểu hiện lòng từ thương hại của Bồ Tát bao la vô hạn. Với tuệ nhãn của Bồ Tát, chết chỉ là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi hư huyễn. Sanh chỉ là cái tướng tương tục của các pháp hư huyễn hữu vi. Chẳng có gì quan trọng đối với người trí trong việc sống chết sanh diệt mất còn. Cự hải hà phòng nhất điểm Âu. Cũng như sự chứng đắc, thực ra có chứng đắc gì đâu. Sông hương núi ngự cảnh nên thơ, chưa đến lòng ai vẫn ước mơ. Một đến lại về như chẳng đến, sông hương núi ngự cảnh nên thơ. Số 3. Ông Xá Lợi Phất đề cập vấn đề sanh diệt, lập tức bị ngài Duy Ma Cật nạn vấn nhằm vô hiệu hóa vấn đề.
Vì câu hỏi đó không xứng đáng là câu hỏi của người trí học đạo nên hỏi. Vấn đề được khai thị xong thì Đức Phật ôn tồn cho biết: Ông Duy Ma Cật từ thế giới diệu hỷ mất và sanh qua thế giới ta bà này. Tại sao thế? Tại vì thật tướng lý địa, người học phải đạt đến chỗ bất thọ nhất trần. Khi đứng bên lề tương đối thì cần nhớ sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Bởi vì không lý do gì một đại sĩ trí tuệ biện tài dường ấy lại là một người vô gia cư bất trụ xứ hay sao? Mà đó lại cũng là sự thật. Bồ Tát tùy nguyện trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca nhằm tạo điều kiện triển khai Đại Thừa Chánh Pháp. Số 4. Không rời khỏi tòa ngồi, Bồ Tát Duy Ma Cật tiếp nhận toàn vẹn thế giới diệu hỷ, gom hết thải biển cả, sông ngòi, núi non thành ấp tụ lạc, tiếp thỉnh Đức Vô Động Như Lai và tất cả Bồ Tát Thanh Văn để lên bàn tay như cầm một tràng hoa đem về sáp nhập cõi ta bà. Đây cũng là cơ hội người bất tư nghì trình diễn cảnh bất tư nghì thêm một lần nữa. Như lời tựa đã giới thiệu, Kinh Duy Ma Cật có 3 lần hiện tịnh độ trong 3 dạng khác nhau. Lần 1, ở chương thứ nhất, Đức Phật Thích Ca hiện tịnh độ ngay nơi cõi ta bà, nhằm dạy cho mọi người biết rằng tịnh độ không ngoài uế độ, tịnh uế do con người. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Tâm con người có tịnh mới có cõi Phật tịnh, tâm không tịnh không tìm có cõi tịnh được. Lần 2, ở chương thứ 10, Bồ Tát Duy Ma Cật sử dụng khả năng bất tư nghì, biểu thị việc làm bất tư nghì, trình diễn cảnh giới bất tư nghì, nhằm giới thiệu cõi tịnh độ ở từ cách xa cõi ta bà, những 42 ức hằng hà xa thế giới. Điều đó nhằm dạy cho mọi người biết rằng, tịnh độ không phải chỉ có ở tại ta bà, mà ở cách xa múc nguồn tưởng tượng ấy, còn có nhiều tịnh độ khác nữa. Tuy nhiên, xa mà không có gì trở ngại bởi sự cách núi ngăn sông, cho nên con người có thể dời tịnh độ xa xôi ấy đem về thành gần và con đường qua lại chỉ trong thời gian khoảnh khắc. Bồ Tát Duy Ma Cật làm việc đó nhằm dạy cho đại chúng trong hải hội cái chân lý, chư pháp tương thức tự tại môn, nhất đa tương dung bất đồng môn, chư tàng thuần tạp cụ đức môn, nhân đà la võng cảnh giới môn, bí mật ẩn hiển câu thành môn, duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Là tu sĩ phải học như thế, phải hiểu như thế và sử dụng quán trí để nhận thức chân lý. Lần thứ 3, hiện tịnh độ ở chương này cũng nhằm nhắc nhở sâu đậm về chân lý. Vạn pháp trong pháp giới nhất chân, không có ngoại lệ. Vạn pháp tương ứng, tương tức, tương nhập, tương dung, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Thiền giả sử dụng quán trí, nhận thức rõ được chân lý sự sự vô ngại, thì việc Bồ Tát Duy Ma Cật tiếp nhận toàn bộ thế giới diệu hỷ, đem sáp nhập cõi ta bà không trở ngại gì nhau. Vấn đề đó không còn là vấn đề thần thoại khó hiểu nữa. Bấy giờ người trí bừng tỉnh ngộ. Thì ra, Kinh Duy Ma Cật lưu lại hậu thế không nhằm mục đích ghi lại chuyện hoang đường, để sau này các nhà sư thay Phật kể chuyện hoang đường cho các cháu trẻ con nghe. Sau khi thấy rõ toàn vẹn thế giới diệu hỷ và chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Vô Động Như Lai, đại đa số trong hải hội phát nguyện muốn sanh sang thế giới tịnh độ diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai. Đức Phật Thích Ca cộng đồng thọ ký, tất cả các vị đều sẽ được như nguyện. Vì sao Đức Phật lại thọ ký một cách quá dễ dàng? Ngài cảm tình, Ngài thương xót mà nỗ lực phù hộ cho ư? Không, Phật không phù hộ, gia trì, cứu rỗi cho ai được hết. Sở dĩ Như Lai thọ ký dễ dàng là vì Như Lai biết rõ mọi người ai cũng sẵn có chơn tâm thường trú. Ai cũng có thể tánh tịnh minh, ai cũng vốn có Như Lai viên giác diệu tâm, ai cũng sẵn có tri kiến Phật, ai cũng sẵn có Phật tánh rồi. Cho nên,
Nếu mọi người muốn sanh sang diệu hỷ tịnh độ kia, thì các vị chỉ cần thực hiện lời Như Lai đã dạy: tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Khi nào tâm của các vị thanh tịnh, thì các vị có cõi Phật thanh tịnh. Muốn được cõi Phật thanh tịnh, trước hết các vị tự sửa đổi tịnh cái tâm của mình. Thế thì, công của ai làm thì người đó hưởng, cũng giống như ai muốn hưởng vật chất dồi dào ở một nước kinh tế phồn vinh, thì phải tự lo đăng ký, tự tích lũy bạc tiền, tự chạy giấy tờ xuất cảnh để mà đi. Hễ có đi thì có đến. Giống như tâm các vị có tịnh thì có cõi tịnh vậy. Như Lai có mất gì mà chẳng thọ ký để cho tròn nghĩa là đấng đại từ bi vô thượng. Số 6. Ông Xá Lợi Phất sau khi nghe thấy những sự kiện bất tư nghị, thâm ngộ chân lý, ông tán thán kinh nghĩa thầm thâm. Ông cho rằng người nào được nghe, được học, được hiểu và áp dụng phương pháp quán chiếu mà tu hành thì sẽ được công đức vô lượng. Người đó là người cúng dường pháp, mà cúng dường pháp cũng tức là cúng dường Phật một cách tròn đầy nhất. Người đó đã được Như Lai thọ ký thành tựu vô thượng chánh biến tri giác rồi. Lời ông Xá Lợi Phất trần tình trước Phật là một chân lý tất nhiên, không phải xuất phát từ đầu môi khách sáo. Chương thứ 13. Cúng dường pháp. Số 1. Bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân trước đại chúng đứng lên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và Văn Thù Sư Lợi từ lâu, đã nghe trăm ngàn kinh điển, nhưng chưa từng nghe kinh điển quyết định thực tướng bất khả tư nghì tự tại thần thông như vậy. Theo sự hiểu biết của con, qua ý nghĩ và mục đích của Phật dạy, nếu chúng con nghe theo kinh pháp này, tin hiểu thọ trì đọc tụng, tu hành đúng như kinh dạy, thì người đó đã đóng bích cửa ác thú, khai thông đại lộ Niết Bàn. Người này thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục được ngoại đạo, đánh đuổi được ma quân, tăng trưởng quả bồ đề, vững ngồi nơi đạo tràng, bước theo dấu chân Phật mà đi. Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng đúng theo lời kinh mà tu hành, con cùng các quyến thuộc sẽ cúng dường mọi sự và ở xóm làng, thành thị, núi rừng, chỗ nào có kinh này, quyến thuộc chư thiên chúng con đến đó nghe pháp và tu học. Chúng con bằng mọi phương tiện khiến cho những ai chưa tin phát khởi lòng tin. Người đã tin sẽ giữ gìn hộ pháp. Phật dạy: Tốt lắm Thiên Đế, Như Lai rất bằng lòng thiện ý của ông. Kinh này nói rõ về những sự kiện bất khả tư nghì vô thượng chánh biến tri giác của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế cho nên, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng giảng thuyết cúng dường kinh, tức là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Thiên Đế, giả sử 3000 đại thiên thế giới chư Phật, ở trong đó nhiều như số tre, nứa, lao, sậy, lúa, bắp, cỏ cây, lùm rừng. Nếu có người thiện nam thiện nữ đem trọn đời mình tôn trọng cung kính tán thán cúng dường đầy đủ mọi thứ cần dùng, cúng dường cho đến khi chư Phật diệt độ, rồi lấy xá lợi của toàn thân Phật xây tháp bằng thất bảo rộng 4 lần quả địa cầu, cao tột cõi Phạm Thiên, dùng tất cả hương hoa, anh lạc, tràng phan, kỹ nhạc hay đẹp nhất đời, hiến trọn kiếp sống để cúng dường phục vụ chư Phật đông nhiều như thế. Thiên Đế, ông nghĩ thế nào? Người vuông trồng cội phúc như thế, phúc đức có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phước đức đó dù đem trọn kiếp, nói cũng không sao hết được. Thiên Đế thích đáp. Phật bảo, Thiên Đế, nếu có thiện nam thiện nữ nghe kinh điển bất khả tư nghì giải thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành, thì phước đức còn nhiều hơn người cúng dường vật chất cho chư Phật kia. Bởi vì bồ đề của chư Phật đều từ kinh này mà sanh ra, mà tướng bồ đề thì vô hạn lượng, thế cho nên phước đức cũng vô hạn lượng.
Số 2, Phật dạy tiếp: Thiên đế, thuở quá khứ cách nay vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu Dược Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới của Đức Phật đó tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên Trang Nghiêm, Phật thọ mạng 20 tiểu kiếp. Chúng đệ tử Thanh Văn 36 ức Na Do Tha, Bồ Tát Tăng có 12 ức. Này Thiên Đế, khi bấy giờ có vị chuyển luân Thánh Vương tên là Bảo Cái, có đầy đủ thất bảo làm chủ tứ thiên hạ. Vua có 1.000 người con đoan chính dũng kiện, có khả năng chinh phục mọi kẻ địch thù. Thở ấy, Đức Vua cùng quyến thuộc hết lòng cung kính cúng dường Đức Dược Vương Như Lai mọi thứ cần dùng, trải thời gian dài năm kiếp. Qua năm kiếp rồi, nhà vua dạy các con hãy kế tục theo hạnh của cha đã làm, phải đem hết thâm tâm mà cúng dường Đức Phật. 1.000 người con đều hoan hỷ vâng lãnh lời dạy của vua cha, thành tâm cúng dường Đức Dược Vương Như Lai trải 500 kiếp nữa. Trong đó có một vương tử tên Nguyệt Cái, thiền tọa tư duy: đáng tiếc thay, ta chưa hiểu được, chẳng biết còn có cách cúng dường nào khác tôn quý hơn cách cúng dường này chăng? Do sức thần Phật, trong không gian có tiếng vọng: thiện nam tử, cúng dường pháp ưu việt hơn tất cả mọi cúng dường. Vương tử bèn hỏi: cúng dường pháp là thế nào? Tiếng vọng: ngươi nên hỏi Đức Dược Vương Như Lai, ngươi sẽ được biết thế nào là cúng dường pháp. Vương tử Nguyệt Cái bèn đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu làm lễ dưới chân Phật, đứng nép một bên thưa: Bạch Thế Tôn, trong tất cả sự cúng dường pháp ưu việt hơn hết. Con chưa hiểu ý nghĩa cúng dường pháp là thế nào, kính mong Thế Tôn vì con dạy bảo. Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, ngươi hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ngươi nói rộng về ý nghĩa người cúng dường pháp phải làm gì. Người cúng dường pháp là người có khả năng nghe những kinh điển giáo lý sâu xa của chư Phật nói ra mà những người thế gian khó tin, khó hiểu, khó tiếp thọ, vì quá ư vi diệu, thanh tịnh tuyệt trần, vô nhiễm, vô vi, vượt ngoài tư duy phân biệt của người thường. Những kinh nhiếp thuộc về pháp tạng của Bồ Tát là dấu ấn của Đà La Ni. Những thứ kinh đưa con người đến địa vị bất thối chuyển, hoàn thành lục độ, thuận với pháp Bồ Đề, trên hết trong các kinh. Những kinh nghĩa dạy cho người tu hành thể nhập đại từ bi, xa lìa các ma sự và các tà kiến. Nghe kinh nghĩa như thế không nghi ngờ sợ hãi, như thuyết tu hành, gọi là cúng dường pháp. Lại nữa, người cúng dường pháp là người có khả năng nhận thức chân lý, tùy thuận pháp nhân duyên sanh, tỏ ngộ chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng, thấu triệt nghĩa không, vô tướng, vô tác, vô khởi của vạn pháp, có thể khiến cho chúng sanh ngồi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư thiên long thần tán thán, có thể khiến cho chúng sanh thể nhập kho tàng pháp bảo của Phật, nắm trọn hết trí tuệ của hiền thánh, nói rõ những đạo lý của Bồ Tát làm, y cứ vào nghĩa thực tướng của các pháp, tuyên rõ nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt, để cứu độ những chúng sanh sai phạm cấm giới và những ngoại đạo ma quân, những người nặng nghiệp, tham, sân, si, sợ sệt răng chừa. Những kinh điển chư Phật ngợi khen trái đường sanh tử, chỉ nẻo niết bàn, mười phương chư Phật hộ niệm và nói ra. Nghe kinh điển như thế mà tin sâu, hiểu kỹ, thọ trì, đọc tụng, vì các chúng sanh phân biệt, giải nói rõ ràng và giữ gìn kinh pháp đó. Làm được những điều như thế gọi đó là cúng dường pháp. Lại nữa, người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành, tùy thuận pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp nhẫn vô sanh,
thể nhập sâu sắc diệu lý vô ngã, vô chúng sanh. Đối với chân lý nhân duyên nhân quả, không nghi ngờ chống trái, xa lìa tất cả ngã sở hữu. Trên đường học đạo tiến tu, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y liễu nghĩa kinh, y pháp bất y nhân. Người cúng dường pháp còn là người tùy thuận pháp tướng. Đối với các pháp không có tướng sở nhập, cũng không có chỗ sở quy. Vì hiểu rằng vô minh rốt ráo tịch diệt, các hành cũng rốt ráo tịch diệt, cho đến sanh cũng rốt ráo tịch diệt, nên lão tử cũng rốt ráo tịch diệt. Khởi quán như thế, nhận thấy rõ rằng 12 nhân duyên không có tướng tận chung, cũng không có tướng khởi thỉ. Học pháp như thế, hành những pháp như thế, gọi đó là người cúng dường pháp tối thượng. Đức Phật bảo: Thiên đế, vương tử Nguyệt Cái theo Đức Phật Dược Vương, nghe học pháp như thế, được nhu thuận nhẫn, bèn cởi bảo y đang mặc trên mình, dâng lên cúng dường Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sao Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường pháp để thủ hộ chánh pháp. Kính mong Thế Tôn thương xót, dùng oai thần vững mạnh khiến cho con đủ nghị lực hàng phục ma quân tu Bồ Tát hạnh. Đức Dược Vương Như Lai biết ý nghĩa từ thâm tâm của vương tử Nguyệt Cái, bèn thọ ký: Nguyệt Cái, đời sau ông sẽ truyền trì chánh pháp, làm tường thành hộ pháp, khiến cho Phật pháp cửu trụ thế gian. Đức Thích Ca giải tiếp: Thiên đế, vương tử Nguyệt Cái liền sau đó, con mắt chánh pháp tỏa sáng và thanh tịnh, nghe Dược Vương Như Lai thọ ký cho, bèn đem hết tín tâm xuất gia, tinh tấn tu tập thiện pháp. Không bao lâu được 5 thứ thần thông, đầy đủ đạo Bồ Tát, có sức tổng trì, biện tài vô đoạn. Sau Phật diệt độ, đem sức tổng trì thần thông và biện tài đã được, truyền bá chánh pháp của Dược Vương Như Lai, tùy cơ phân bổ tinh tấn giữ gìn trọn 20 tiểu kiếp. Nguyệt Cái Tỳ Kheo giáo hóa trăm muôn ức người vững bước tiến trên đường vô thượng Bồ Đề. 14 Na Do Tha người phát tâm sâu sắc với quả thanh văn Bích Chi Phật. Vô lượng chúng sanh được phước quả cõi trời. Số 3. Này Thiên Đế, vua Bảo Cái xưa kia không phải là ai xa lạ, chính là người được thành Phật hiệu Bảo Diệm Như Lai hiện nay. 1000 vương tử xưa kia là 1000 Phật trong hiền kiếp. Vị Phật trước hết hiệu Ca La Cư Tôn Đà Như Lai, vị Phật sau rốt hiệu là Lâu Chí Như Lai. Còn Tỳ Kheo Nguyệt Cái chính là ta đây vậy. Như vậy đó, Thiên Đế, đấy là điều trọng yếu, phải biết. Hãy nên đem pháp mà cúng dường. Cúng dường pháp tối ưu việt hơn tất cả mọi cách cúng dường nào khác. Thế cho nên, Thiên Đế, hãy đem pháp cúng dường mà cúng dường chư Phật. Trực chỉ. Số 1. Từ lâu theo Phật và Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, từng nghe trăm ngàn kinh điển nhưng chưa hề được nghe kinh Bất Tư Nghì Giải Thoát như vậy. Lời của Thiên Đế Thích nói: Thật vậy, người tu học kinh này quyết định sẽ được sự giải thoát Bất Tư Nghì. Sự giải thoát ngay ở cõi đời này, sự giải thoát ở trước mọi người mà mọi người không ai hay biết. Vì kinh này do con người Bất Tư Nghì, nói kinh Bất Tư Nghì, trình diễn cảnh Bất Tư Nghì, tu pháp Bất Tư Nghì, thành tựu trí tuệ Bất Tư Nghì, cho nên đem lại kết quả giải thoát Bất Tư Nghì vô thượng chánh biến tri giác, ngang bằng quả vị chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế cho nên, người thọ trì đọc tụng, biên chép, giảng thuyết, tu hành theo kinh này, phước đức lớn, không có ngôn từ tán thán cho cân, không có số nhiều nào để so sánh đông lượng. Đức Phật dạy cho Thiên Đế, Bồ đề của chư Phật ba đời đều từ kinh này mà có ra. Vì vậy, người tu theo kinh này quyết định sẽ thành Phật. Số 2. Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Đó là tiếng vọng từ không trung, Nguyệt Cái vương tử được nghe,
trong lúc tĩnh tọa thiền tư, tìm một phương cách cúng dường ưu việt nhất. Ý nghĩa của lời dạy đó báo cho vương tử Nguyệt Cái rằng, trong tất cả phương cách cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Cầu học phương cách cúng dường pháp, Đức Dược Vương Như Lai dạy, người cúng dường pháp là người có khả năng nghe những kinh điển giáo lý sâu xa mà người đời khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó hành vì quá thâm diệu, vượt tầm hiểu biết của người thường, mà người này nghe được, tin được, hiểu được, hành được. Nghe những kinh điển sâu xa vi diệu, sanh lòng ham mộ, không có ý sợ hãi, nghi ngờ, phát chí dũng mãnh theo lời kinh dạy mà tu hành. Làm được những việc như thế gọi là người cúng dường pháp. Người cúng dường pháp còn là người ham nghe Đại Thừa Chánh Pháp, học Đại Thừa Chánh Pháp, hành Đại Thừa Chánh Pháp, truyền bá Đại Thừa Chánh Pháp và thể hiện cuộc sống qua Đại Thừa Chánh Pháp, không mệt mỏi trong sự nghiệp giáo hóa làm lợi ích chúng sanh. Số 3. Vương tử Nguyệt Cái, sau khi nghe Dược Vương Như Lai dạy về phương cách cúng dường pháp, bèn ham mộ mà xuất gia, 20 tiểu kiếp thực hành Đại Thừa Chánh Pháp, giáo hóa chúng sanh truyền bá Đại Thừa Chánh Pháp. Do vậy, tỳ kheo Nguyệt Cái được thành Phật sớm, ở vào tiểu kiếp thứ 9, vị trí thứ 4 trong số 1000 Phật đã thành, đang thành và sẽ thành trong hiện kiếp. Để kết thúc bài pháp cúng dường pháp, Đức Phật Thích Ca nói, tỳ kheo Nguyệt Cái xưa kia đâu phải là người nào lạ, hiện tại chính là ta, vì sẽ thành Phật thứ 1000, hiệu là Lâu Chí Phật, ở vào tiểu kiếp thứ 20 sau này. Chương thứ 14. Chúc lũy. Số 1. Bấy giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc bảo, này Di Lặc, nay ta đem pháp vô thượng chánh biến tri giác mà ta từng tụ tập chứa nhóm trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp phó chúc cho ông. Những kinh điển như thế, sau Phật diệt độ, ở hậu thế, các ông hãy nỗ lực truyền bá rộng rãi ở chốn nhân gian, đừng để cho giáo lý tối thượng thừa mai một. Vì sao? Bởi vì trong đời vị lai, vẫn có kẻ thiện nam, người thiện nữ và thiên long quỷ thần Càn Thác Bà, La Sát, vân vân, có khả năng ham mộ pháp Đại Thừa, phát tâm vô thượng chánh biến tri giác. Giả sử mà họ không được nghe những kinh điển thượng thừa liễu nghĩa như thế thì thiệt thòi quá lớn lao. Ngược lại, họ được nghe kinh liễu nghĩa thậm thâm này, phát khởi tính tâm sâu sắc lãnh thọ, hành trì, đối với chúng sanh hữu duyên có khả năng tiếp thụ, họ quảng bá tuyên truyền, làm cho nhiều người cùng được lợi ích. Số 2. Di Lặc, ông nên biết, Bồ Tát có hai dạng. Một, ham thích văn từ bóng bẩy, ngôn ngữ khách sáo chuốt trao. Hai, không khiếp sợ những kinh nghĩa sâu xa, đúng như thật tướng mà thể nhập. Hạng ham văn từ bóng bẩy, ngôn ngữ khách sáo, phải biết, đó là hạng tân học Bồ Tát. Hạng người ngôn từ khách sáo gác bỏ ngoài tai, văn tự chuốt trao, nghi lễ rườm rà khử bỏ, đối với kinh điển Đại Thừa liễu nghĩa thậm thâm, không có lòng sợ sệt, có khả năng thể nhập như thuyết tu hành, thọ trì đọc tụng, nghe rồi tâm thanh tịnh an vui. Phải biết, đó là hạng người Bồ Tát trao dồi đạo hạnh đã lâu đời rồi. Di Lặc này, lại còn có hai hạng người cũng thuộc làng tân học. Một, từ trước họ chưa được nghe kinh điển thậm thâm liễu nghĩa, nay nghe họ sanh tâm sợ sệt nghi ngờ, không tùy thuận nổi, lại còn hủy báng không tin, thốt lên những lời bảo thủ, rằng hồi nào giờ tôi chưa từng nghe những giáo lý như thế, sao nay lại nói như vậy, kinh đó từ đâu mà có, đó là thứ kinh gì. Hai, có hạng người vẫn thọ trì, giải quyết thâm nghĩa của kinh, nhưng không chịu thân cận cúng dường, cung kính tôn trọng, có lúc lại còn phê phán chỉ trích ý kinh. Hai hạng người như thế phải biết, đó là những hàng Bồ Tát tân học. Họ là những người tự hủy hoại phước đức trí tuệ của mình.
Họ không thể hấp thụ được những kinh nghĩa thậm thâm để điều phục lấy tâm mình. Lại nữa, Di Lặc, còn có hai hạng Bồ Tát dù tin hiểu sâu đối với kinh pháp này, nhưng vẫn còn tự làm tổn thương phước đức trí tuệ, không chứng được vô sanh pháp nhẫn. Một, khinh thường các hàng Bồ Tát tân học, không dạy dỗ cho họ tiến lên. Hai, dù tự mình hiểu sâu nghĩa thú của kinh, nhưng còn chấp mắc phân biệt. Số 3, Di Lặc Bồ Tát nghe nói thế liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có, theo lời Phật dạy, con sẽ tránh xa những điều khuyết điểm mà Thế Tôn đã chỉ vẽ ra. Con sẽ phụng trì pháp vô thượng chánh biến tri giác mà Như Lai đã thực hiện và tích lũy trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Đời vị Lai, nếu có người thiện nam thiện nữ cầu đại thừa, con sẽ khiến cho trong tay họ cầm được những kinh điển liễu nghĩa thậm thâm như vậy và khiến cho họ thọ trì đọc tụng, truyền bá rộng cho nhiều người cùng nghe hiểu tu hành. Phải biết, đó là thần lực của Di Lặc gia hộ kiến lập mà nên. Phật khen, lành thai Di Lặc, như ông đã phát nguyện, Như Lai rất vui lòng và sẽ hỗ trợ thiện ý của ông. Bấy giờ tất cả chư Bồ Tát đều chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sao Như Lai diệt độ, chúng con cũng đem hết sức mình truyền bá rộng sâu trong các cõi nước mười phương pháp vô thượng chánh biến tri giác của Như Lai đã dạy, lại vận dụng mọi phương tiện và khả năng hỗ trợ cho những người thuyết pháp truyền bá kinh này được thuận lợi thập phần viên mãn. Bấy giờ Tứ Thiên Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn, nơi nơi chốn chốn, thành ấp tụ lạc, núi rừng đồng nội, chỗ nào có người thọ trì đọc tụng, biên chép giảng giải kinh này, con sẽ sai các quyến thuộc đến đó nghe pháp và đến để bảo hộ phạm vi 100 do tuần, khiến cho các thứ thiên ma tà quái cuồng tính si mê đều không có cơ hội để khuấy phá người truyền bá giảng thuyết kinh này. Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan, ông hãy thọ trì kinh này và truyền bá sâu rộng ở đời sau. Dạ bạch Thế Tôn, con xin vâng lời Phật. Con đã nắm vững những phần cốt lõi thâm sâu rồi. Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là chi? Ông A Nan hỏi. Phật bảo, kinh này tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là kinh bất khả tư nghì giải thoát pháp môn. Ông hãy như vậy mà thọ trì. Phật nói kinh này xong, trưởng giả Duy Ma Cật, đại trí Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất và hàng chư thiên người A-tu-la cùng tất cả đại chúng nghe rồi đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Trực chỉ. Số 1, chúc lũy, có nghĩa dặn dò một cách thân thiết vì tính cách quan trọng của một vấn đề. Di Lặc Bồ Tát được Phật chúc lũy phải kế thừa truyền bá giữ gìn tôn trọng kinh này. Đây là giáo lý tối thượng thừa, lợi ích chúng sanh hậu thế rất lớn lao, không nên hời hợt lơ là khiến cho nền giáo lý thậm thâm bị mai một. Di Lặc là vị Bồ Tát sẽ thành Phật vào tiểu kiếp thứ 10 trong 20 tiểu kiếp ở vào giai đoạn trụ. Số 2, Bồ Tát ham thích văn từ bóng bẩy, ngôn ngữ khách sáo, đó là Bồ Tát tân học, trí tuệ căn lành chưa được bao nhiêu. Bồ Tát nghe kinh điển thậm thâm vi diệu, ham mộ tư duy phấn chí tu hành, không nghi ngờ không sợ sệt. Đó là Bồ Tát đã trồng sâu căn lành nhiều đời nhiều kiếp. Số 3, Bồ Tát Di Lặc phát biểu tiếp thu, nguyện đem hết sức mình động viên cổ vũ, khiến cho mọi người cùng hưởng ứng tu tập theo giáo lý đại thừa liễu nghĩa thậm thâm này, để cùng thu hoạch tột cao trên con đường Bồ Đề vô thượng, nhằm xác lập vấn đề cho thật rõ ràng nghiêm túc. Trước khi chấm dứt thời pháp liễu nghĩa tối thượng thừa, ông A Nan hỏi Phật về tên gọi của kinh này. Đức Phật dạy, kinh này tên gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết.
cũng gọi là Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn Kinh. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Trực Chỉ Đề Cương tập 1 và 2, Giáo Án Trung Cao Cấp Phật Học. Huỳnh Mai Tịnh Thất, ngày 16 tháng 12 năm 1991. Pháp Sư Thích Từ Thông.